Rồi, xin chào các bạn, quay trở lại với video hướng dẫn sửa chữa máy in và đồ mục máy in của công ty Minh Khuê. Hôm nay tôi xin hướng dẫn với các bạn cách đồ mực của mực 12A. Đây là mực 12A. Để đồ hộp mực 12A thì dụng cụ chúng ta cần những gì? Thứ nhất các bạn cần đó là bóng cao su. Thứ hai, phễu đổ mực, mực đổ, kìm mỏ nhọn, khăn chổi sơn, kéo và dao chổ, kìm gắp và không thể thiếu đó là cái tua vít bốn cạnh. Rồi bây giờ tôi xin hướng dẫn với các bạn quá trình đổ hộp mực 12A. Vâng, để đổ hộp mực 12A thì các bạn cần làm gì? Thứ nhất là các bạn gỡ cái lo xo rằng hai nửa hộp mực ra. Thứ hai là các bạn gắp cái chốt mực sắt ở hai đầu, đây là một chốt, đầu này một chốt. Rồi chúng ta cùng vào bắt tay vào làm việc. Bây giờ trước hết các bạn tháo giúp tôi cái lò xo rằng, các bạn để sẵn hộp mực xuống dưới đất hoặc dưới bàn giúp tôi. Sau đó các bạn dùng kìm gắp, các bạn gắp cái lò xo này ra giúp tôi và để gọn sang một chỗ. Tiếp theo là các bạn rút cái chốt này ra. Đó. Nếu cái trường hợp mà nó khó quá, các bạn có thể dùng cái đầu kéo này, đầu kéo các bạn gãy lên. Đó. Các bạn dùng đầu kéo hoặc các bạn dùng con dao cũng được cả. Và tiếp theo các bạn tháo cái ốc này ra giúp tôi. Đó. Đây nha các bạn, đây cũng có một con ốc chốt, các bạn dùng kéo này. Các bạn chọc xuống bẫy mạnh lên, bởi vì đây nó có một cái khá xuống rồi. Đó, sau đó các bạn tách đôi hộp mực ra giúp tôi. Đó. Ở trên đây, bên này là chứa cái mực để các bạn dùng, còn bên này là chứa mực thải. Đổ mực thì các bạn đổ vào cái bên chứa mực dùng này. Thì trước khi đổ, các bạn làm chú ý giúp tôi là các bạn hãy xoay. Xoay như này mục đích để làm gì? Mục đích các bạn xem cái lượng mực nó bám ở trên gạt này có đều hay không. Nếu không đều thì các bạn kiểm tra lại cái gạt nhỏ này giúp tôi. Trường hợp như này, tôi quay đây, rất đều. Như vậy là gạt của chúng ta ok, chúng ta không cần phải thay gạt. Đó. Tiếp theo là các bạn tháo cái đầu không có bánh răng ra giúp tôi. Đầu này là để đổ mực. Trong quá trình tháo các bạn nhớ nhé, ngón tay cái các bạn phải đặt lên cái trục từ, sau đó các bạn vặn. Rồi các bạn nhấc ra khéo nhé, vì cái đầu này nó có cái râu này, nếu mà cái râu này nó bị méo hoặc là nó bị kéo dài ra thì khi đó cái mát này nó sẽ không đều, các bạn in nó sẽ có một đoạn bị mờ, sau đó nó rõ một đoạn nữa lại bị mờ. Các bạn tháo cái lỗ này ra để đổ mực. Có hai trường hợp, một là các bạn tháo đây, hai là các bạn tháo cái trục từ ra. Tháo trục từ ra nhé, các bạn nhớ giúp tôi nhé, khẽ nhấc lên, xong các bạn rút ra. Đấy. Khẽ nhấc lên này, xong các bạn nhấc hẳn ra như này, các bạn đổ mực vào kẽ này. Đấy. Còn đây, đổ mực các bạn mở nắp này ra. Cái hộp mực này là thông thường. Sau đó còn cái phần mực đổ thì các bạn nhớ lắp đều hộp mực, sau đó mở lắp ra này. Các bạn đổ mực. Các bạn nhớ phải gõ để cho nó dồn cái mực xuống, dồn hết cái mực xuống dưới nhé.
sau đó các bạn lắp lại. Các bạn nhớ lắp lại nhé. Và sau khi các bạn lắp cái nắp mực lại rồi thì các bạn khi lắp cái ốp ngoài này nhé, các bạn để ý giúp tôi này, ở trên cái trục từ nó có một vết khuyết tương ứng vậy, ở trên cái lắp đây nó cũng có một vết khuyết, các bạn phải để làm sao hai cái nó khớp nhau thì các bạn lắp mới vào được. Rồi xong các bạn nhớ xoay lại giúp tôi, mịn là ok. Còn nếu mà không thì các bạn lại phải tháo ra, các bạn làm lại vệ sinh lại. Đấy là về bên bầu mực. Thế còn về bên mực thải thì các bạn làm như nào? Đây. Các bạn gạt cái nắp chống xuống nào. Sau đó các bạn rút chống ra. Rút lửa nhé. Các bạn tránh nó mà cọ vào cạnh đây là sẽ sức chống. Sức chống là các bạn bắt buộc phải thay rồi chứ không có thể xử lý cách gì được. Và cái phần trục cao su này các bạn tuyệt đối, nếu tay các bạn bị mồ hôi là thứ nhất, ẩm mồ hôi là thứ bị ẩm và bị mồ hôi, và cái thứ ba là tay các bạn mà bị dính nguyên như này các bạn không được cầm vào đây, mà các bạn cầm vào sát rìa phần sắt đó. Đổ mực thải thì các bạn có thể tháo hai con ốc này ra đổ mực thải cũng được, còn không thì các bạn chỉ cần giữ cái ốp này và các bạn nghiêng như các bạn đổ. Các bạn lật chéo báo lên như thế này, các bạn giữ như này để đổ, nó sẽ không bị mực nó bẩn, nó bẩn lên người mình. Đó. Sau đó các bạn lắp trục cao su lại. Các bạn lắp chéo lại. Sau khi lắp xong nhé, các bạn dùng cái khăn này, các bạn lau. Lắp một lần lắp xong các bạn lại xoay cái chấm để nó xoay luôn cả cái trục cao su, các bạn sẽ lau được sạch ở bên trong. Đó. Và bây giờ chúng ta lắp ráp lại đây. Chúng ta ghép lại này. Dựng lên và chúng ta lắp hai cái chốt này lại. Lắp chốt này thì các bạn lắp tới thôi nhé, các bạn đừng ấn sâu quá, lần sau các bạn có đồ mực thì các bạn lại mất một khoảng thời gian để các bạn này cạy nó lên. Trên này các bạn lắp tới thôi. Và các bạn đừng quên cái lò xo này giúp tôi. Nếu các bạn quên thì bản in của các bạn sẽ bị trắng. Cho nên các bạn đừng bao giờ quên cái lò xo này giúp tôi. Có nhiều bạn đổ mực xong thì lúc trước thì in rất đẹp, đổ mực xong thì sẽ bị trắng. Đấy là nguyên nhân các bạn đã làm mất. Sau đó các bạn lau chùi sạch sẽ. Rồi, tôi đang hướng dẫn các bạn hoàn thành quá trình đổ mực màu 12A. Và cảm ơn các bạn đã xem video, cũng như là chúc các bạn sớm tìm được cái phương pháp như thế nào hợp lý nhất với các bạn để các bạn có thể đổ được màu mực 12A để cho ra một bản in đẹp nhất, nét nhất và tiết kiệm nhất cho các bạn. Và cảm ơn các bạn trong quá trình các bạn sửa chữa, có vấn đề gì mà các bạn không giải quyết được, vui lòng có thể inbox hoặc là gọi cho tôi qua số điện thoại 0916 878 180. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem video này.